lịch sư phước hành thiền cũng dường lên đức phật và phước làm Thí chủ đại lễ dân y ca thi ná phước làm nhiều hơn cái bản chất nó khác nhau ừ? à, cái việc mà quý vị hành thiền đó cái việc mà quý vị hành thiền thứ nhất là nó còn à, tính luôn cả hai chuyện là cái việc mà quý vị hành thiền Lẫn cái việc quý vị làm đại thí chủ Nó Tùy thuộc vào rất nhiều những yếu tố Để mà nói Nó lớn hay nó nhỏ Trong đó có những cái quan trọng Như thứ nhất Là quý vị có Trí tuệ đi kèm hay không Trí tuệ ở đây là trí về nhân quả Trí về tam tướng có hay không à, rồi à, mình có cái niềm tin nơi tam bảo nó mãnh liệt hay không à, và cái điều quan trọng nhất á, là mình có mục đích hay không à, nếu như á, mà quý vị hành thiền lẫn cái chuyện mà quý vị dân y á, mà mục đích đó, nó chỉ là mục đích bình thường thôi. Ừ. Thì cái phước nó cũng chỉ bình thường. Nhưng mà quý vị à, làm cái hai việc đó. Một là hành thiền. Hai là dẫn y. Mà mục đích đó, hướng đến cái quả vị giải thoát. Đó. Thì à, nó sẽ cho cái quả thù thắng. Nó như thế này nè. Ờ, trong tăng chi bộ kinh có hai vị tỳ kheo ờ, ở kiếp quá khứ thì một vị uh, chuyên vung bồi cái phước trí này trong tăng chi chứ không phải là sư ngồi sư tự sư bịa còn một vị uh, trong kiếp quá khứ thì uh, vung bồi cái uh, cái phước bố thí thôi thì ở cái đời ở cái kiếp hiện tại đó vào thời Đức Phật đó, thì một vị khi mà một vị thì rất là nghèo do ở đời trước không có chú trọng lắm việc bố thí nhưng mà cái trí thì rất là sáng rất là nhanh và mau chóng chứng đắc được đạo quả còn một vị đó thì sinh ra trong một cái gia đình giàu có và cái đời sống vật chất cũng sung túc. Nhưng mà sau đó vị này xuất gia. Ừ, sau đó cũng chứng đắc được đạo quả. Thì. Thì. Khi mà hai vị này ngồi nói chuyện với nhau đó, Thì vị này mới nói là. Cho đến khi. Cho đến khi chứng đắc đạo quả đó. Thì cái chuyện mà. Giàu hay nghèo á. Nó không có quan trọng nữa Nó không có quan trọng Nhưng mà cái quan trọng á Cái quan trọng á Là Cái con đường đó, Từ đây cho tới đó Bởi vì nói cho quý vị biết nha à, Quý vị hành thiền Mà với mục đích hướng đến quả vị giải thoát Thì Nó cũng là duyên đưa đến giải thoát mà quý vị dân y mà với cái ý muốn đi đến sự giác ngộ giải thoát thì nó cũng đi đến sự giác ngộ giải thoát bởi vì sao bởi vì cái đối tượng vẫn cứ là tam bảo thôi một bên là phật một bên là tăng thì cũng cứ là tam bảo nhưng mà con đường con đường trải qua thì khác nhau con đường trải qua thì khác nhau nhưng mà cái đích đến nó là như nhau à, cũng giống như một người à, từ à, dưới chân núi lên đỉnh núi thì chọn một cái con đường à, dễ đi nhưng mà xa còn người từ dưới chân núi lên đỉnh núi chọn con đường khó đi nhưng mà gần thì kết quả đó kết quả đó, có một cái chuyện nó hơi nó hơi buồn cười đó là, cái cái đến nơi đó, thời gian không xây xích nhiều, tại vì cái người mà đường xa đó nhưng mà đường dễ đi đó, đi nhanh hơn, nhưng mà cái người đường gần á mà khó đi á thì lại đi chậm hơn, cho nên là khi đến nơi thì nó cũng không xây xích gì nhiều, à, thành ra cái phước của mình ấy nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. mỗi một sự lựa chọn mỗi một sự lựa chọn thì nó đều đưa cho mình một cái con đường khác nhau và nó sẽ dẫn đến cái trải nghiệm khác nhau tuy nhiên con đường nào thì nó cũng đi đến đích cho nên ý, trong tăng chi bộ kinh tránh tại sao Sư nhắc đến cái tăng chi bộ kinh cái chương hai pháp Sư nhắc đến cái bài kinh đó để chi? tránh cái thái độ là cái người mà làm phước á, thì mình bài xích cái người tu thiền còn cái người tu thiền á thì mình nghĩ mình cao rồi mình bài xích cái người làm phước này cái đó rất là kẹt bởi vì sao? Bởi vì cả hai đối tượng đó, cả hai đối tượng đó đều hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Chẳng qua là con đường thực hành thì nó có khác nhau thôi. Nhớ dùm sư, uh, chúng ta có mười cái nhân sanh phước. Chúng ta có mười nhân sanh phước thì mình làm cái nhân gì nó cũng đem lại phước. Và nhớ dùm sư một chuyện nữa là trong kinh Phật thuyết như vậy, Đức Thế Tôn có nói, đó, cái người, á, nếu như chúng sanh á, mà biết được, cái quả báo của việc bố thí, như là Như Lai hiểu, thì người đó dù cho một miếng ăn cuối cùng, cũng không nở, và cái tâm tham á, sẽ không thể tồn tại, trong tâm của người ấy Ở bài kinh tiếp theo Đức Thế Tôn nói rằng Có một pháp Này các tỳ kheo Như lai đảm bảo cho các ông Quả vị bất lai Tức là quả vị Anaham Đó là gì Đó là Ly tham Tức là cái việc mà mình bố thí đó Cái việc mình bố thí đó Nó sẽ dẫn đến cái quả ly tham Đương nhiên nếu mình muốn, nó sẽ dẫn đến cái quả ly tham và cái quả ly tham Đức Thế Tôn là người đảm bảo chứng được quả anaham. Mà sư hỏi quý vị nha, cái quả anh anaham lên tới a la hán nó dễ hay nó khó. Ai nói nó khó thì tùy ha. Còn đương nhiên cái việc mà mình hành thiền thì nó có thể chứng lên được đến a la hán nhưng mà như sư nói bên Anna hàm bên a la hán nhưng mà Anna hàm lên a la hán thì nó cũng không có đến mức mà nó khó đâu. Đấy, nó chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi. Cho nên là tùy ha, tùy chứ còn tránh cái chuyện mà mình so sánh như vậy thì rất là mệt.